các bạn nha, cá chấm đen 7,5 cân. Này nay ta làm món cá chấm hấp xì dầu. Dậy sợ hết vậy. Nó cái xương ấy. Xong kia nó thành nó cao hơn, xong này thấp xong. Đang nấu giấm rồi. Thì cứ bỏ vào đây ướp. Đấy. Đấy, bạn nhìn giá cá đã không? Này ta lót xả rồi. Tỏi anh ông ơi. Thôi nhá. Nữa đi. Này để xì dầu đây. Cho hết đi. Cho hết à? Ừ. Nhiều đấy. Cái mặn. Mi ơi. Cho bố gói hạt tiêu nữa nè.
tiêu để cả hạt. Dập để ướp vào cá vậy ạ? Ừ. Mày không cứa thì không ngấm mà nó cứa thì tí nó đảo nó nát ra. Cái bố nó tí nữa lật. Để tí nó lật đây, vậy rồi. Này cho gia vị vào xì dầu. Ướp luôn cá. À, ngon quá các bạn ơi. Nhìn là đã thèm ăn luôn. Trời ơi. Thịt nó nở bét rồi. Cái dài nó vừa hơn đấy, cái lần đấy. Cái này cho đĩa bầu dục. Không cứ đứng để lại để quay đúng không? Vâng.